Trung Hiếu. Chào tất cả các anh chị em, các bạn trong group của mình. Và mình xin được tự giới thiệu bản thân mình với tất cả các thành viên trong nhóm. Thực ra thì mình không biết là thầy Hiếu có còn nhớ mình hay không, nhưng mà mình là một trong những đứa học trò đầu tiên của thầy đào tạo Make Money Online cách nay khoảng 2 năm, tức là cái lớp khóa 1 cách nay 2 năm rồi. Thì để giới thiệu thì trước tiên mình phải khai tên ra ha. Thì mình tên thật là Thùy Ngọc, nhưng mà bây giờ thì tên của mình không, cái đó chỉ là tên cúng cơm thôi, và cái tên hiện tại của mình là Em và mình họ Nguyễn. Ok, cho nên các bạn thôi thì cứ gọi mình là Em ha. Thì hôm nay mình được xem cũng khá nhiều video giới thiệu của các bạn trên mạng rồi. Thì hôm nay mình phải làm gấp video này tại vì mình sợ trễ, thì như mình nói rồi đó. Bây giờ mình sẽ nói qua về vấn đề làm YouTube. Thực sự thì cái chuyện mà post video lên mạng á, thì mình đã có làm cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà hồi đó tới giờ làm thì mình không có nghĩ là có thể kiếm tiền được từ những video đưa lên YouTube. Cho tới khi mà, như nãy mình có nói rồi đó, cách nay khoảng 2 năm, lúc đó khi mà thầy Hiếu mới vừa chiêu sinh khóa đầu tiên để dạy kiếm tiền trên mạng, tức là Make Money Online, thì mình có đăng ký vào cái khóa đó. Tại vì mình nghe cái tên rất là hay, tự do tài chính. Và